tay mẹ mua cho đồ chơi. Tao thích nết kìa, vui kìa. Ai mua ai làm gì cũng của ba hết trơn. Thấy thương là con nết đó. Chito, sao mà đảo cái chito vậy? Ăn thì nó cũng ngon như là thầy cá mình vừa đắp như sò cá. Chúc mẹ gọt cho bé ăn nha. Để mẹ sạn ra rồi ba có mua đủ không? Cái này của con ok. Omega đó các nhà. Con dịch bự người ta thái thịt cho nó ra, người ta bỏ cái xương cái này cho bé ăn cũng được mà bé lớn lớn tuổi tí, còn bé nhà mình mới có mười mấy tháng nên chưa cho giá đậu. Bên mình thì thường là ăn giá đậu xanh, còn người Hàn thì người ta thích ăn giá đậu nặng, riêng mình thì mình không thích. Vậy là bạn biết sao gia đình mình nấu sao nấu mấy cái đầu nó dạng cứng khó ăn thật, rồi cái thân của cái giá thì nó mềm mà cái đầu thì nó cứng. Mình mua hai con gà luôn nha, nhà mình thì ăn hết rồi. Mua cái này để mà đi qua bà bạn chơi làm gà nướng. Mình có cái lò nướng để mình làm cái món này. Dạ, cái đó mình cũng thích ăn cái lò nướng. Còn cái này là hai chú bé. Mình mới đi chợ rồi, hôm thứ năm rồi, mua một ít đồ rồi. Hôm nay chủ nhật cũng mua thêm một ít cho bé. Cái trái cây với đồ thiếu chút bệnh thôi. Coi như là mình mua rồi hết rồi. Đây.
sườn. Sườn này thì để hầm cho bé ăn. Lâu lâu đổi món. Rồi video cho mẹ con mình tới đây là hết. Một buổi đi chào chiều của hai mẹ con. Chào tạm biệt cả nhà. Ồ, con nữa hả? Cái này ăn không được con. Cái này còn sống để mẹ nấu mới ăn được nha.